Nga tung đòn trả đũa chưa từng có. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Giữa lúc liên tiếp hứng chịu đòn trả đũa chưa từng có của người Nga, Ukraine loan tin giật gân rằng trong cuộc tấn công vào Sevastopol ngày 22 tháng 9, chỉ huy hạm đội Biển Đen cùng 33 sĩ quan Nga đã thiệt mạng. Vụ bê bối trong chuyến thăm Canada của Zelensky xung quanh việc vỗ tay dành cho một cựu chiến binh người Ukraine tham gia cuộc chiến chống lại Nga trong chiến tranh thế giới thứ hai đang gây chấn động dư luận quốc tế. Trong khi đó, Ba Lan công bố kế hoạch của phương Tây nhằm lật đổ chính phủ nước này với sự giúp đỡ của Kiev. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tình và 60 News. Tornado US phá hủy đoàn tàu vận chuyển thiết bị của Ukraine. Quân đội Ukraine một lần nữa cố gắng tấn công bán đảo Crimea. Theo báo cáo từ RIPA, ngày 25 tháng 9, ít nhất 2 tên lửa hành trình Storm Shadow đã được phóng từ máy bay ném bom Su-24M. Đường bay của tên lửa Storm Shadow chạy qua mũi Takankut theo hướng Sevastopol và vùng Kherson đến Zhankoy và Vadeskoye. Một trong những tên lửa hành trình đã bị sư đoàn không quân và phòng không số 31 của Nga phá hủy khi tiếp cận sân bay Pripyat. 3 hoặc 4 phút sau, lực lượng phòng không Nga cũng tiến hành áp chế một tên lửa hành trình khác ở phía bắc vịnh Kosak khi tiếp cận Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức khu vực cho biết lực lượng phòng không của Moscow đã bắn hạ 4 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Kursk và 7 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên khu vực Belgorod. Ngoài ra, Ukraine đã tấn công mục tiêu được cho là một kho đạn dược ở Krasnodar trên lãnh thổ Lviv. Chính quyền thành phố và khu vực Krasnodar cho biết một số vụ nổ đã được nghe thấy ở Krasnodar. Các lớp học ở các cơ sở giáo dục gần đó bị đình chỉ. Ở mặt trận, giao tranh vẫn tiếp tục dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Theo hướng Soleda, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra tại khu vực Klechevka và Andreevka. Ngoài ra còn có báo cáo về một cuộc tấn công của quân đội Nga vào khu định cư Orekhovo và Slepka. Vì ngôi làng này nằm ở tầm cao chiến thuật nên khả năng kiểm soát của nó giúp cải thiện vị thế của quân đội Nga trong khu vực này. Tuy nhiên còn quá sớm để nói về việc Nga kiểm soát hoàn toàn Orekhovo và Slepka, vì lực lượng vũ trang Ukraine cũng liên tục phản công. Theo hướng Kherson, trong nhiều ngày liên tiếp, các máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công bằng bom FAB tại các khu vực tập trung quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine ở làng Lvov. Hôm 24 tháng 9, tài khoản RIPA cho biết Ukraine đã chuyển lực lượng dự bị sang hướng này để tấn công trong tương lai và do đó hoạt động của hàng không chiến thuật Nga đã tăng lên. Theo hướng Donetsk, các cuộc đụng độ chủ yếu mang tính chất vị trí. Về tình hình gần Adepka, các đơn vị của Nga hoặc Ukraine tấn công các vị trí trọng yếu, cố gắng cải thiện tình hình chiến thuật. Tuy nhiên, chiến tuyến ở khu vực này vẫn không có thay đổi đáng kể. Ở hướng Oreskovsky, tình thế căng thẳng vẫn tiếp tục ở khu vực Rabotino và Bobovoy. Quân đội Nga đã có thể đẩy lùi một số cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực và Bobovoy. Tại khu vực này, UAV trinh sát của Nga đã ghi lại cảnh một xe chiến đấu bộ binh BMP mặt trời của Đức đã bị trúng đòn chính xác của ATGM. Sau đó, các chiến binh đã bỏ xe và kinh hoàng bỏ chạy vào vành đai rừng. Lực lượng vũ trang Nga cũng bắn vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine trong các khu vực định cư Malaya Tomachka, Novo Danilovka và phía bắc Rabotino. Kênh Telegram PMPD hôm 25 tháng 9 đã công bố một đoạn video từ máy bay không người lái của Ukraine ghi nhận lại việc quân đội Nga sử dụng các mô hình bơm hơi của xe tăng T-72 làm mồi nhử trinh sát đối phương theo hướng Zaporizhzhia. Cả hai bên từ lâu đã sử dụng các mô hình vũ khí để thu hút hỏa lực hoặc để nghi binh và các cơ sở của Ukraine đã thiết lập việc sản xuất hàng loạt các sản phẩm dạng này. Theo các nhà quan sát, quân đội Ukraine cũng đang gia tăng thực hiện phương pháp này bởi tổn thất đáng kể về thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Hôm 25 tháng 9, kênh Telegram The Brown Side đã đăng tải một đoạn video về cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào đoàn tàu vận chuyển thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine gần làng Rodinskoye ở khu vực Donetsk. Đánh giá qua video có MLRS trên bệ trong số hàng chục tòa hàng vận chuyển. Theo video binh lính Ukraine bỏ chạy sau một vụ nổ của cuộc tấn công, một số báo cáo cho biết mục tiêu được bắn từ Tornado US MLRS đã bao trùm đoàn tàu cách tiền tuyến 40 km. Rất khó để nói liệu đoàn tàu có bị phá hủy hoàn toàn hay không, nhưng đây không phải là đoàn duy nhất. Cách đó 1 km về phía nam, các hình ảnh vệ tinh được phía Nga phát hiện cho thấy một tổn thất quy mô lớn tại khu vực ga xe lửa Rodinskaya
cách địa điểm bị tấn công trong video khoảng 1 km về phía nam, cùng với cuộc đột kích gần đây của lực lượng hàng không vũ trụ Nga vào ngã ba đường sắt ở Vavdivka. Có thể thấy rằng các cuộc tấn công của Nga vào hậu phương và các tuyến đường vận chuyển hậu cần của Ukraine là một kế hoạch có hệ thống. Nga tung đòn trả đũa chưa từng có. Ngày 25 tháng 9, CNN dẫn thông báo của lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết tư lệnh hạm đội biển đen Nga Phó Đô đốc Viktor Sokolov đã thiệt mạng trong vụ Ukraine tấn công tên lửa vào sở chỉ huy hạm đội ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 22 tháng 9. Sau khi trụ sở hạm đội biển đen của Nga bị tấn công, 34 sĩ quan đã thiệt mạng, trong đó có tư lệnh hạm đội biển đen của Nga. Lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết như vậy trong bản cập nhật thông tin ngày 25 tháng 9 và nói thêm rằng hơn 100 quân nhân Nga khác bị thương. Tuy nhiên, CNN không thể xác nhận độc lập những tuyên bố của Ukraine về Sokolov hoặc số người bị thương vong. Hiện Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của phía Ukraine. Trước đó, Moscow chỉ thông báo một binh sĩ nước này mất tích sau vụ tấn công tên lửa vào sở chỉ huy hạm đội biển đen tại trung tâm Sevastopol hôm 22 tháng 9. Vẫn chưa rõ bằng cách nào phía Ukraine nắm được số liệu thương vong trong vụ tấn công. Tuy nhiên, không ít lần trong quá khứ, Ukraine lẫn phương Tây loan tin về tình trạng sức khỏe của các nhân vật cấp cao trong chính quyền Moscow và Nga lần lượt đưa ra các bằng chứng bác bỏ. Nhiều video trước, chúng tôi đã đưa tin, quân đội Nga đã đáp trả các cuộc tấn công tên lửa hôm 22 tháng 9 của Ukraine vào Sevastopol và trụ sở của hạm đội biển đen bằng các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào sân bay Kremenchuk, nơi tên lửa Storm Shadow được chuyển đến, và các máy bay ném bom Su-24M, MA thực hiện cuộc tấn công đã bị phá hủy. Theo tờ Tspress.tv, ngoài các quân nhân Ukraine còn có các sĩ quan NATO, trong đó có cả người Ba Lan, những người điều phối các cuộc tấn công và giúp bảo trì các tên lửa đã thiệt mạng. Các chuyên gia quân sự đã dự đoán phản ứng mạnh mẽ từ Nga về cuộc tấn công vào Sevastopol sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Hóa ra, họ đã dự đoán đúng. Vào đêm 25 tháng 9, các vụ nổ đã được báo cáo ở Krivokrog, vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Một cảnh báo không kích đã được công bố cùng lúc ở một số khu vực của Ukraine. Còi báo động đã vang lên ở các vùng Nikolaev, Kirovograd, Odessa và Dnipropetrovsk, cũng như ở các vùng Kherson và Zaporozhye do Kiev kiểm soát. Hãng thông tấn MK cho biết, một cuộc tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái và tên lửa vào đêm 25 tháng 9 là vụ tấn công lớn nhất trong những tuần gần đây của người Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã cung cấp các dữ liệu về các cuộc tấn công này được thực hiện bởi 19 máy bay không người lái Zeran 2, 12 máy bay không người lái Kalipr và 2 máy bay không người lái Onyx. Cùng lúc đó, tên lửa hành trình ban đầu di chuyển về phía bắc Ukraine, nhưng qua Vinnytsia, chúng bất ngờ quay về hướng nam và bắt đầu tấn công các mục tiêu ở khu vực Odessa và Dnipropetrovsk. Theo các nhà phân tích, tên lửa mà Ukraine dùng để tấn công Sevastopol được phóng từ vùng Odessa. Do đó, Odessa là nơi chịu đòn nặng nề nhất trong lần trả đũa này của người Nga. Theo MK, có ít nhất 5 cuộc tấn công ở Odessa và kết quả là một số cơ sở hạ tầng cảng và kho đạn dược bị hư hại. Tờ Top Wire cho biết, một tòa nhà nhiều tầng ở cảng Odessa đã bốc cháy. Theo một số báo cáo, đó là khách sạn Odessa, nơi ở của một số sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các cố vấn quân sự nước ngoài. Sergei Katilev, cựu chỉ huy lực lượng tên lửa phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt của Không quân Nga cho biết, trụ sở của Hải quân Ukraine được ngụy trang thành một khu phức hợp khách sạn đã bị phá hủy. Chính trị gia Vladimir Rukov cho biết, ngoài khách sạn, toàn bộ khu phức hợp cảng biển bị hư hỏng rất nặng, gần như bị phá hủy. Một cuộc tấn công đáp trả lớn khác của người Nga được thực hiện ở khu vực Krivokrog. Phóng viên Polit Navigator đưa tin, quân đội Nga đã mở một cuộc tấn công mạnh mẽ vào sân bay quân sự Dozhinstvo ở Krivokrog, vùng Dnipropetrovsk. Vụ nổ diễn ra trong một thời gian dài và bốc cháy mạnh sau các cú va chạm. Các phóng viên của RIPA cũng đã đăng tải một video về một cuộc tấn công khác vào sân bay Dozhinstvo ở phía đông Krivokrog. Kết quả là một chiếc MiG-29 đậu ở phía bắc cơ sở đã bị phá hủy. Theo thông tin từ tờ báo Tspress.tv, cuộc tấn công tên lửa của Nga vào sân bay quân sự Dozhinstvo đã khiến ít nhất 120 người mất tích, trong đó có quân nhân NATO. Hãng tin Ananews đưa tin, sân bay quân sự Dozhinstvo ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine đã bị xóa sổ khỏi bề mặt trái đất. Theo các nhà báo, sau khi phá hủy thành công kho tên lửa, toàn bộ sân bay chìm trong biển lửa, những tiếng nổ mạnh mẽ vang lên vào ban đêm. Các nhà quan sát cho biết, Krivokrog là một trung tâm công nghiệp lớn của Ukraine, nơi các tuyến tiếp tế của lực lượng vũ trang Ukraine đi qua theo hướng nam. Đặc biệt, đây là nơi dòng thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược được cung cấp cho khu vực Zaporozhye.
nơi chính quyền Kiev đang cố gắng thực hiện cuộc phản công. Phóng viên quân sự Evgeny Budovny cũng lưu ý rằng các máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M của lực lượng vũ trang Ukraine, những máy bay mang tên lửa hành trình Storm Shadow có trụ sở tại Dozhinskoye. Ngày 26 tháng 9, kênh Telegram MK đã thông tin thêm một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga vào sân bay Kupatkino của Ukraine gần Nikolaev. Theo đó, cuộc tấn công của Nga đã phá hủy máy bay Su-24M và cho biết thêm lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng sân bay này làm điểm khởi đầu cho các cuộc tấn công vào Nga bằng tên lửa Storm Shadow của Anh. Cạn kiệt khả năng huy động, Ukraine cử cảnh sát ra mặt trận. Từ AIF hôm 25 tháng 9 đưa tin, Ukraine đang tìm kiếm lực lượng dự bị trong các cơ quan chính phủ để tiếp tục cuộc phản công. Theo ấn phẩm, nhân viên cơ quan đăng ký quân sự, cai ngục, cán bộ thực thi pháp luật bắt đầu được điều động ra tiền tuyến. Trong suốt một tuần, 22 sĩ quan cảnh sát Ukraine và 142 lính biên phòng của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng ở Klechevka. Trung tá Bộ Nội vụ Vladimir Chernov cho biết, cảnh sát có thể sở hữu vũ khí phục vụ, tức là súng lục. Nhưng nếu họ không thuộc các đơn vị đặc biệt, họ sẽ không được huấn luyện để bắn súng máy và súng phóng lựu, tức là trong cuộc chiến vũ trang tổng hợp, hiệu quả của họ rất đáng nghi ngờ. Cựu cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Alexei Arestovych cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Ukraine Vasily Golovanov trên YouTube rằng thủ tục huy động trong nước sẽ được thắt chặt, nếu không đất nước sẽ không tồn tại được. Arestovych nói rằng không nên ảo tưởng đây là vấn đề sinh tử, nhiều người nếu không muốn nói là tất cả sẽ phải nhập ngũ. Ngoài ra, Arestovych tin rằng chính quyền Ukraine sẽ sử dụng các phương pháp ngày càng khắc nghiệt đối với những người trốn tránh huy động. Theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thiết quân luật đang có hiệu lực ở nước này. Đàn ông từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước. Lệnh triệu tập được phát trên đường phố, tại trạm xăng và trong quán cà phê. Theo RT, Kiev đang nỗ lực bổ sung lực lượng cho các đơn vị quân đội của mình sau cuộc phản công tốn kém vào mùa hè nhằm vào các vị trí của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng này ước tính rằng Ukraine đã mất hơn 71.000 quân trong cuộc tấn công này. Vụ bê bối với Zelensky ở Canada gây chấn động. Tờ Daily Express của Anh hôm 25 tháng 9 đưa tin các nhóm ủng hộ người Do Thái đã phản ứng giận dữ sau khi Volodymyr Zelensky và Justin Trudeau nằm trong số những người dành cho một cựu chiến binh từng chiến đấu cho đơn vị Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai sự hoan nghênh nhiệt liệt. Yaroslav Hunka chiến đấu cho sư đoàn số 1 Ukraine, còn được gọi là sư đoàn Waffen SS Galicia hay sư đoàn Waffen số 14 SS, một đơn vị tình nguyện dưới sự chỉ huy của Đức Quốc xã và chiến đấu chống lại Nga. Sư đoàn Waffen SS Galicia được thành lập vào ngày 28 tháng 4 năm 1943 và tồn tại cho đến mùa hè năm sau, khi Hồng quân đánh bại nó gần thành phố Brody ở vùng lân cận Lvov. Các binh sĩ của sư đoàn đã phạm tội ác chiến tranh chống lại dân thường, đặc biệt là họ đã tham gia tàn phá ngôi làng Guta Benyaskaya của Ba Lan, nơi hơn 500 người thiệt mạng. Quân SS, bao gồm cả sư đoàn Galicia, đã bị tòa án Nürnberg công nhận là một tổ chức tội phạm. Hunka, hiện 98 tuổi, đã được chào đón tới Hạ viện Canada trong chuyến thăm của Zelensky tới Ottawa hôm thứ Sáu. Ông được mời bởi Chủ tịch Hạ viện Anthony Rota, người đã xin lỗi về sai lầm này. Văn phòng Thủ tướng Trudeau cho biết Chủ tịch Hạ viện đã xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về việc đưa ra lời mời. Việc tung sùng cựu quân nhân Đức Quốc xã đã gây ra sự phẫn nộ trong các tổ chức Do Thái, chẳng hạn như trung tâm Những Người Bạn có trụ sở tại Toronto. FSWC nói trong một tuyên bố, không nên nhầm lẫn rằng đơn vị này chịu trách nhiệm về vụ sát hại hàng loạt thường dân vô tội với mức độ tàn bạo và ác độc không thể tưởng tượng được. Đồng thời kêu gọi Rota đưa ra lời xin lỗi tới những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust và các cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai đã chiến đấu với Đức Quốc xã. Trung tâm Israel và các vấn đề Do Thái cũng cho biết họ vô cùng lo lắng trước vụ việc. Trong một tuyên bố rằng hôm Chủ nhật trên kênh X, trước đây gọi là Twitter, họ nói rằng cộng đồng Do Thái ở Canada luôn sát cánh cùng Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Nhưng chúng tôi không thể im lặng khi những tội ác mà người Ukraine gây ra trong Holocaust được minh oan. Đồng thời, đại sứ Ba Lan tại Canada, Winter Zelensky, viết trên mạng xã hội X rằng giới lãnh đạo Canada và Ukraine vào ngày 22 tháng 9 tại Hạ viện đã hoan nghênh một thành viên của sư đoàn SS Galicia, đội hình quân sự khét tiếng của Ukraine trong Thế chiến thứ hai, nhóm chịu trách nhiệm về vụ sát hại hàng ngàn người Ba Lan và người Do Thái. Ba Lan, đồng minh tốt nhất của Ukraine, sẽ không bao giờ đồng ý minh oan cho những tội phạm như vậy. Là đại sứ Ba Lan tại Canada,
tôi mong đợi một lời xin lỗi. Về phía Nga, đại sứ Nga tại Canada Oleg Stepanov đã chỉ trích chính phủ Trudeau là về cơ bản là hình ảnh thu nhỏ của chủ nghĩa phát xít tầng tự do. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã mô tả vụ việc là sự sơ suất nghiêm trọng. Ông nói các thế hệ trẻ ở các quốc gia phương Tây không nhận thức được sự nguy hiểm của chủ nghĩa phát xít. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hệ tư tưởng này đã hồi sinh ở trung tâm châu Âu ở Ukraine. Sau vụ bê bối, Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng phản đối việc tôn vinh Đức Quốc xã. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Stefan Dujarric, nói với các nhà báo rằng tất nhiên chúng tôi phản đối mọi hành động tôn vinh những người đã tích cực tham gia các hoạt động của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, bài viết của tờ Daily Express đã gây phẫn nộ và thu hút hơn 600 bình luận của độc giả. Spinky Pinky viết rằng họ đã thể hiện bản chất thực sự của mình. Tài khoản Fabian 1 phàn nàn: người Ba Lan nhớ đến vụ tiêu diệt hàng loạt dân thường Ba Lan ở Volin bởi Đức Quốc xã Ukraine dưới các biểu ngữ của Bandera và Sukhevich. Hàng chục ngàn người Ba Lan đã bị giết. Ngày nay, lá cờ Bandera vẫn tung bay ở Ukraine. Độc giả James Dogger yêu cầu Zelensky này đã hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát, hãy để anh ta tự mình chiến đấu trong cuộc chiến của mình. Chakrin nói rằng mọi người quên mất vai trò của Ukraine và người dân nước này trong Holocaust. Một người dùng khác kết luận: đối với người Canada, bạn là ai không quan trọng, miễn là bạn coi người Nga là kẻ thù của mình, bạn sẽ được đối xử như một anh hùng. Ba Lan thông báo cú đâm mới sau lưng từ Ukraine. Dominika Kosic, nhà báo của kênh truyền hình nhà nước Ba Lan TVB, cho biết Đức và Pháp hứa với Ukraine sẽ nhanh chóng gia nhập Liên minh châu Âu EU nếu Kiev giúp lật đổ chính phủ hiện tại của Ba Lan. Cô đã viết về điều này trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, có tham khảo các nguồn của chính cô ấy. Theo Kosic, hai nước biện minh cho kế hoạch của mình bằng cách nói rằng EU không thể mở rộng nếu không thay đổi các hiệp ước, và chính Ba Lan đang ngăn chặn những thay đổi này. Cô cũng tin rằng Pháp và trước hết là Đức muốn thay đổi các hiệp ước hiện có của EU chỉ để tăng cường quyền lực của họ và quyền lực của các thể chế của khối. Đồng thời, như nhà báo đã chỉ ra, không quốc gia nào trong số này muốn Ukraine trở thành thành viên của EU. Ngoài ra, Kosic tuyên bố rằng Paris và Berlin muốn nối lại quan hệ kinh doanh với Nga càng nhanh càng tốt. Cô cho biết chính quyền Đức và Pháp có kế hoạch càng nhanh càng tốt để nối lại quan hệ kinh doanh với Liên bang Nga, cũng như làm giàu cho chính họ thông qua tái cơ cấu Ukraine. Trước đó có thông tin cho rằng Mỹ yêu cầu Ba Lan giải thích về việc ngừng hỗ trợ Ukraine. Theo các nhà ngoại giao Mỹ, việc ngừng hoàn toàn hỗ trợ quân sự từ Warsaw có thể làm suy yếu sự thống nhất của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Ngày 20 tháng 9, Ba Lan tuyên bố sẽ ngừng cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào cho Ukraine. Người đứng đầu chính phủ Ba Lan, Mateusz Morawiecki, nói thêm rằng bản thân Ba Lan cần trang bị cho mình những loại vũ khí hiện đại nhất. Quan hệ Ukraine-Ba Lan xấu đi do lệnh cấm vận ngũ cốc do Warsaw áp đặt. Morawiecki hôm 20 tháng 9 cho biết Warsaw sẽ mở rộng lệnh cấm vận lương thực nếu Kiev tiếp tục leo thang. Ông lưu ý rằng những lời cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chống lại Ba Lan có vẻ lạc lõng. Hơn nữa, Ba Lan còn bày tỏ rằng sẽ ổn nếu không có tình hữu nghị với Ukraine và sẽ không buộc Kiev xây dựng quan hệ tốt đẹp. Điều này đã được người đứng đầu văn phòng chính sách quốc tế của văn phòng Tổng thống Ba Lan Marcin Pridak tuyên bố trên đài phát thanh AMF FM. Ông Pridak nói rằng nếu Ukraine không muốn làm bạn với Ba Lan, nếu Ukraine không muốn phấn đấu vì tình bạn này thì mọi chuyện với chúng tôi sẽ ổn thôi. Chúng tôi ở NATO, chúng tôi có quân đội hùng mạnh, chúng tôi ở EU, chúng tôi có một quốc gia hoạt động khá tốt. Hôm nay, Ukraine đang gặp rắc rối. Ukraine phải đảm bảo rằng Ba Lan ủng hộ điều đó. Pridak cũng lưu ý rằng Ukraine phải hiểu rằng họ không thể cho phép sự chia rẽ, bởi vì chỉ có nước thứ ba là Moscow được hưởng lợi từ việc này. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh Tình và 60 News. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thân ái, chào tạm biệt.